À, chúng ta đến với bài tập đầu tiên, bài tập của Beta của Tuga Dimas. Ở câu này chúng ta sẽ dịch là Đã từng đã từng, tôi đã từng đi tới Tokyo. À, tôi đã từng đi tới Kyoto. Ra Tokyo nó gọi là phát triển rồi chứ, người ta thích du lịch tới Kyoto hơn. Kyoto nó đẹp hơn, Kyoto nó có nhiều cái để xem hơn. Còn tới Tokyo hay bị ngợp á. tới À, Tokyo xong mới nhận ra mình như ở núi mới lên. ừ. Ai? Câu 1. Watashi wa sumo o shita koto ga Số 1 arimasu. và số 1 gì? Suki, à đúng, suki. Suki o shita koto ga arimasu. Dạ. Tôi đã từng trực tiếp. Dạ. Watashi wa sushi o tabeta koto ga arimasu. Ừ. Tôi đã từng ăn sushi. Dạ. Yume na gashu ni aita koto ga arimasu. Cái gì tà nha, đọc lại nghe coi nha. Atta. Ừ, áp tà với anh. Atta. Em ghi canh dây ra ngoài không gặp lại quốc. Tôi đã từng được gặp ca sĩ nổi tiếng À. Johnny Nota Koto ga arimasu. Đã từng leo lên con voi. Đúng là sẽ nó sẽ là đã từng leo lên con voi, nhưng mà em nên về đặt cưỡi Biết voi. Norimas rất giống cái chữ ride của tiếng Anh, nó sẽ có nghĩa là cưỡi, tức là nó sẽ đi với một số cái đặc biệt, nó sẽ đi với voi, ngựa và xe đạp. Tức là ngoài ý nghĩa là đồng ý là lên xe ra thì nó sẽ nghĩa là cưỡi, anh sẽ để ý là nó đi với con ngựa, con voi, cho nên mình sẽ là cưỡi voi chứ leo lên con voi, không lẽ leo lên con voi là leo xuống trời. Thật là nhiều. Rồi, con năm. Năm. Ikai mo Okinawa e itta koto ga arimasu. Một lần, thậm chí một Có gì đó không từ, có nghĩa là một lần mà cũng không đi luôn. Đã từng. quên ơi, quên ơi, cái phần này nó có hai cái trạng từ mà nó liên quan tới cái một lần với cái chữ nan kai, mà nó quen tới ít kai và nan kai mà, cho nên là Ít ca mố là một lần cũng không. thì sao? Vậy là Arimasen chứ. Đúng rồi, thì cái đuôi nó sẽ là Arimasen. Chưa từng đi Okinawa dù chỉ một lần. Ikai Okinawa e itta koto ga arimasen. Câu 6 mới là nankai mo onsen ni hatta koto ga arimasu. Hát tạ Là sao đủ ta? Thấy tạ. hai ita. Irimat mà thì nó vẫn còn chữ y chứ. Em bỏ chữ ri nó vẫn còn chữ y mà. Còn chưa đi à, hai Thấy tạ. hai tạ. Trời ơi, cái tá hại là mình ghi canh gì xong rồi đọc không được. Thì tùy ghi Tại kanji thì ghi kanji chứ, thì phải nhớ từ vựng, vấn đề là nó nằm vì ở từ vựng chứ không phải là nhìn kanji ra chữ, vấn đề là nhớ từ vựng. đã từng nhiều lần bước vô onsen Ngồi không tắm hồ. à, bước vô này Bước bước vào à, bước vào tắm ở cái okay, đã từng tắm xuống nước nóng nhiều lần.
À, tôi đã từng tổng sức nóng nhiều lần. Khi mưa Sao vậy, mưa ra mưa nó là ra Murakami. Murakami Haruyuki no Hon o Yonda koto ga arimasu ka? Yeah, arimasen. Gọn. Bạn bạn đã từng đọc cuốn sách của Kimikami Haruki chưa? Chưa, chưa từng. Rồi. Em thấy bọn nó nản làm những cái bài mà hình đưa hình rồi quan chữ này đúng không? Mình nó không biết cái Ơi. bọn nó nản. Em ngồi em còn ngồi không biết đưa gì chữ gì vô. Nhưng mà nó có Rồi. chữ, có chữ nó có. City Mask, biết một cái gì đó GTO. Dạng khẳng định của nó vẫn là City Mask, nhưng dạng phủ định của nó là City Mask thôi. Câu một. Đô cô Đu cá cu cà. Nếu mà nằm này nó sẽ là đu cu cà. đô cô cà yasui tabemono no su ba o stay Bê mô nô nô sư bà. À, bê mô nô nô sư bà. siêu thị Siêu thị đồ ăn. siêu thị đồ ăn rẻ đúng rồi, Thì tại đồ nói ăn sư mà bà được rồi, đâu có ai kêu phải tà bê mô nô đâu. ô chứ chữ già xui khỏi đưa Dạ xui bổ nghĩa cho sư bà. sư bà, vậy là tôi đô cột gà già xui, già xui sư bà ố À, steam em tưởng là cái già xui, nó chỉ bổ nghĩa cho đồ ăn thôi đó, ý ý nó là thức ăn rẻ đúng không ạ? đúng rồi Không, nó vẫn bổ nghĩa được cho sư bà, cái siêu thị rẻ được, không phải. Già xui đây sư Turan, già xui sư bà, già xui mì xê, không sao cả. Cho nên là già xui sư bà là được. hay si mas kirena Koyo o shiteimasu ka? Hai, iie, shirimasen. Yamada-san no denwa bango o shiteimasu ka? Iie, shirimasen. này là cách cách nấu ăn này. Kare no tsukuri kata o shiteimasu ka? Hai shiteimasu. Có phải là ở cái bài nói về cách làm á, thì cái cách làm mình sẽ dùng gá và karimat đúng không? Đúng rồi. Nhưng ở bài này cái cách làm món ăn á, thật ra vẫn có thể là shite mask. Nó là hôm trước anh đã nói với em về cái vấn đề gọi là quan trọng là mình đánh giá cái chủ đề đó là nó đơn giản hay nó phức tạp thôi. Tức là ví dụ là cái cách nấu cái món cà ri này nó đã được ghi chép sẵn rồi thì mình chỉ đơn giản là mình lấy cái đó thôi, thì nó sẽ đơn giản là bạn biết cái chuyện đó không. Còn cái việc làm khó hay dễ là cái vấn đề sau đó, cho nên có những thứ nó cũng lưng lửng hai cái giữa cái biết với cái hiểu, chứ không nhất thiết là về cả hai đó. Cho nên là ngoài cái số điện thoại ra thì cách làm một cái gì đó thì đôi khi mình vẫn có thể dùng chữ system mát được. Và sau đây là chuỗi ngữ pháp liên quan tới vấn đề quan trọng. Làm được tất cả những cái câu của phần này thì gọi là không còn gì để dạy nữa, hiểu không? Không còn gì để dạy nữa, tức là không biết về sao những cái mẫu ngữ pháp nó liên quan tới cái chuyện gì và nó để làm gì. Nhưng mà nếu một câu nào đó có từ vựng mới thì em có thể tự tìm hiểu về cách ra cứu của nó và em có thể dịch được. Ở đây gọi là cái cấu tạo cuối cùng của tiếng Nhật. Cuối cùng Có thể kết luận luôn đó là cuối cùng. Tức là những cái dạng nó chỉ có bao nhiêu đó thôi.
những cái cách bố trí của nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, nó không thể khác hơn được. À, có thể là từ vựng nó mới hơn, cái mẫu câu nó phải nó rườm rà hơn, nhưng cách hiểu của nó thì quy về sơ cấp được hết, thì đây là cái mẫu ngữ pháp cuối cùng. Cho nên là gần như là em phải tự tự tra được, thì với bất kỳ một cái câu nào mà em muốn muốn dịch nó thì có thể tự tra được, có thể hiểu được một phần của nó chứ không phải là mù. これは恋人にもらいたいネックレスです。Ủa cái moray master em kéo xuống thành cái gì vậy? Ủa sao lại moray tay? もらいたい。Ủa sao chia thể kỳ vậy? Moray y master. もらいます。Thì nó chia thành もらい。 もらいます。 ai a y master nó thành gì? います。 Cái mát nó thành gì? いた。 Thì mồ ra y mát nó thành も。 もらいた。 nó mất chữ y rồi. もらいた。 Mồ đáp à. もらっ。 ok. もらった。 sợ chị vậy. Cái này là Là cái này là cái cổ. cái vòng Không cổ phải là cái vòng cổ. Cái này là cái vòng cổ mà tôi nhận từ người yêu. đúng rồi. San san wa kawaii fuku o utte iru mise desu. Đây. San san là cái cửa hiệu mà nó bán những cái quần áo dễ thương. Cái câu nó hấp dẫn hơn không? Hay ho hơn. Màu mè hơn. これは去年 increase で撮った写真 です。 cái này là cái bức ảnh mà năm ngoái ở anh đã chụp. Mà đã chụp ở anh năm ngoái. Ở anh năm ngoái mà đã chụp. Hai công bốn. Cô bốn, cô cô à. Watashi wa tokidoki tomodachi to sokuji ni itta restaurant desu. Cái của cô quá rồi, cái watashi này có quá được nữa không? Nhiều quá quá. Được. Được chứ? Được mà. Không được. Dạ. Yeah. Nó vào Ok. chủ ngữ phụ. Chủ ngữ phụ mình đề bổ nghĩa. Tại vì cái nhà hàng đó là chủ ngữ chính rồi, thì buộc lòng tôi chỉ là vai phụ thôi. Thì là Không phải là watashi phụ, không phải là phải hạ bậc nó ga. Tức là em có thể giá. bỏ luôn nha, em bỏ luôn câu này người ta hiểu, nhưng mà nếu em đã cố tình nhét watashi rồi thì watashi gá, câu này thật ra câu này không cần watashi người ta vẫn hiểu á, người ta vẫn hiểu đây thì làm tại vì mình đang nói, nhưng mà nếu mà ngoan cố chơi watashi thì phải là watashi gá. Cái nơi này là cái nhà hàng mà tôi thường Thỉnh thoảng thỉnh thoảng cùng với bạn bè đi đi ăn. Đã đi ăn. Đúng không? Cái này không. Vậy là thường thôi, đi. nó là hiện đơn. Tại đơn, hiện tại đơn. Y được, y được, y được, y được. Thỉnh thoảng tôi đi ăn cùng bạn bè.
Rồi một bài tập giống vậy. Nhưng mà bây giờ nó sẽ là cụm động từ. Nếu không nói gì thêm, ngữ pháp câu này mặc định chủ từ là tôi. Tức là nó chỉ bổ nghĩa cho cái phần tốt từ bên trong thôi, còn nội dung bên ngoài nó không đổi. Nghĩa là những câu này nó là watashi wa rồi. Thấy không? Cho nên là giờ cho khéo nha. Ví dụ câu ở trên. Con đồ barbecue o suru koen o sagashite masu. Nếu mà em nhìn một cách gọn lại thì câu này là tôi đang tìm cái công viên, nó vẫn là tôi phía trước nha. Nguyên cái cụm này nó chỉ bổ nghĩa cho cái tuốt từ công viên thôi. Tôi đang tìm kiếm cái công viên mà lần tới sẽ tổ chức cái barbecue, tổ chức cái bữa tiệc thịt nướng. Đây, câu 1. Classmate no nomi ai o suru nomi kai có sức mà nomi nomi kai o suru mise o sagashite imasu. Cái chữ hỏi á, nó là động từ, nó mới đọc là ai, nhưng mà khi mà nó đứng sau như thế này thì nó là danh từ, tức là danh từ mà nó đọc là kai, một cái hội gì đó nó đọc là kai, nobikai, đọc theo âm hán, nó đọc theo kiểu hán, nó đọc là kai. Là tôi đang tìm kiếm cùng với bạn bè đi tìm cái cuộc nhậu. Tìm cái cuộc nhậu đâu, tìm cái mì xê mà. Alo, tìm cái cửa hàng mà tổ chức cái cuộc nhậu đó. Câu 2. Fujisan ga mieru hotaru ni tomaritai desu. Tôi muốn được trú trong một cái khách sạn mà có thể nhìn thấy cái núi Phú Sĩ. Đúng rồi. Mình chọn, mình nghĩ đâu thì mình chọn tình ý nha. Đây là quy tắc bắt buộc. Rồi, câu 3. Telepi o mirukoto ga dekiru ketai denwa ga hoshii desu. Tôi muốn một cái điện thoại mà nó có thể xem được cái tivi. Đúng rồi. Yeah. Anh nếu mà trong cái câu đó mà mình đọc những âm á, thì sẽ như thế nào anh, nếu mà kiểu như là mình lên cái chữ gá như là terebio mirikoto gá đúng không, rồi xong rồi cái khúc cuối nữa là keta đen qua gá, có nghĩa là mình lên giọng hai lần. Sợ tao không hiểu à? Sợ tao không hiểu. Người ta hiểu ha. Tại vì ở đây là dekiru. Tức là nếu mà người ta thấy một cái dạng động từ mà nó là động từ thể thường á, nó mà là một cái dạng thường mà nó nằm giữa câu thì chắc chắn người ta sẽ biết đó là bổ nghĩa và người ta sẽ hiểu ngược lên nè. Ngộ đó. Mà sao họ, nếu mà mình gặp mấy câu đó xong mình có thể phân biệt được kiểu nó dài nữa chứ. Bởi vì anh mới với em là cái vấn đề nó nằm ở ngữ pháp cơ bản. Khi mà em tìm trong câu nó không có chữ quá rồi thì em chỉ có thể dịch từ dưới lên và em sẽ hiểu là ngữ pháp nó từ bên ngoài nó bọc vào, nó bọc từng lớp á. Ví dụ em đã chuyển đề má này thành đề kia rồi đúng không, người ta sẽ chẳng bao giờ người ta quan tâm tới cái TDB trước hết trơn á, người ta quan tâm tới cái hoshi đề. Em bắt buộc phải nhận xét là hoshi là gì, là muốn đúng không, và chắc chắn là đằng trước nó là danh từ.
Thì lúc đó người ta sẽ đánh hồng lên. Muốn một cái điện thoại, người ta thấy Dekiru, người ta thấy Miru, trước là TDB. Muốn cái điện thoại, xem được TV. Ok. Tại vì ngữ pháp nó chặt chẽ và nó bọc theo kiểu là bọc từng lớp, nó dịch từ đằng sau lên. Cho nên cái quy tắc đó là quy tắc chung rồi, người ta sẽ không lộn. Đúng là nó sẽ khó hiểu hơn tiếng Anh. Tại vì khi mà người ta kết thúc câu em mới hiểu. Tức là mình chỉ đóng ở vai trò là dịch thuật, mình thấy toàn bộ vấn đề thì mình mới hiểu. Chứ đâu phải như tiếng Anh là nói từng cụm này mình sẽ hiểu từng cụm, không phải. Thì mình phải chấp nhận cái kiểu câu của nó là như vậy. Ok. Em chắc mẩm ngữ pháp là thế nào nó cũng ra như vậy à. Nè ví dụ em biết về Hoshide thì em phải nghĩ ngay trong đầu lần trước nó sẽ chơi với từ gá, tại vì Hoshi là tính từ, Đúng nó rồi. muốn cái gì đó thì nó là cái danh từ, nên toàn bộ yêu cầu phía trước mà không có chi tiết nào đi dưới quá hết thì nó sẽ bổ nghĩa cho cái tên qua này. Tại vì Hoshide là cái ngữ pháp mang tính cá nhân, mặc định nó là tôi vậy thôi. Rồi cuối cùng mình sẽ đem nó ra làm chủ từ á. Nó nằm đâu không biết. Như câu trên này không có quá nè, thì bắt buộc phải từ dưới dịch lên. Câu này không có quá thì bắt buộc từ dưới dịch lên. Cho nên bài này là của bạn này. Còn câu này có quá thì mình sẽ dịch từ cái chi tiết trước quá mình dịch lên. Thì cái bạn này là của chủ từ. Nói chung người ta cũng không bao giờ dịch cái này trước. Rồi. Khi mà em tham gia vào cái chủ đề này thì em phải biết là thứ tự nó sẽ là gì, là chi tiết có quá từ thằng này dịch ngược lên nếu có, chi tiết cuối câu từ thằng này dịch ngược lên với tất cả những gì còn lại, đó là quy tắc chung, cho nên thật sự là không thể lộn được. No. Kino mita mita ega wa totemo omoshiro katta desu. Cái phim mà ngày hôm qua tôi đã coi thì nó cực kỳ hấp dẫn. Đây. Khi nó có quy tắc hết rồi thì em hay là bất cứ ai thì người ta đều nhìn vào cái Ega này đầu tiên. Tại vì câu này có quá và Ega là chữ gần quá nhất. Đừng sợ nha, đừng lo. Đó là quy tắc chung, đừng lo. Câu 2. Mada okane o harate inai hito wa asta harate kudasai. Là cái người mà chưa được nhận tiền á Đó là chưa thì được nhận tiền. Haraimasu là gì? Haraimasu Haraimasu. có phải là nhận không? Không phải nhận. Morai Harai. mới nhận, còn Harai là ngược lại. Làm việc. Ý, tào lao. Không phải. Harai. Là gì ta? Hay là à, trả. Trả tiền. Ok, trả tiền. Cái người mà chưa được được trả tiền á Chưa được trả thì tiền. chưa được trả tiền. Rồi, Có hay. trả tiền đâu chứ chưa được. Chưa trả tiền. Cái người mà chưa trả tiền Đấy. thì ngày mai làm ơn hãy trả tiền. Đúng không? Người mà chưa trả tiền thì hãy trả tiền một ngày mai. Hãy trả tiền vào ngày mai. Rồi nó mới giống con cái gì. Hãy trả Rồi tiền vào đúng ngày mai. Rồi. À nê quá. chắc thì Hạt sẽ là đi à. quá, nó nằm trên lầu À. Trên đầu. Hanega. Hanega. Hatarai ite iru inko wa chikaku ni arimasu. Là cái ngân hàng mà chị tôi đang làm việc á
thì nó nằm ở gần đây nè. À, mình đến với bài khó hơn nha. Từ gạch Này chân cũng ok. đúng có nghĩa. Rồi. Ừ, làm sao làm miễn cái câu nó có dạng ngôn nghĩa là được. Coco wa watashi ga yoku kaimono suru mise desu. Đây là cái quán. Đây là cái quán à thằng nha, đây là cái quán mà tôi thường hay mua thức ăn, em Mua hay hay mua đồ. đồ, hay mua đồ Ừ. đó. À. Rồi. Coco wa sup basketball をすることができる公園です。Ừ. Đây là cái công viên mà tôi thường hay chơi bóng rổ. Có cái nào thường đâu, cái ngữ pháp chính của cái phần đó là đề kimat mà. À, tôi có thể chắc tên không? Cái đây đây là cái công viên mà tôi có thể chơi bóng Ờ rổ. à, đây cũng không hẳn là tôi nha, đây là công viên mà có thể cho bóng rổ cho mọi người nha, xin vui lòng không chiếm làm của riêng. Ok. Ừ. À, câu 3. Chính xác đó là đây là cái công viên mà mọi người có thể đến cho bóng rổ. Đây là cái công viên. À Câu rồi 3 đến à. Kyoto để tiếp. tomata hotel wa yokata desu. Ừ. Cái khách sạn mà tôi đã ở ở Kyoto á thì nó cũng được á. Ừ. À, Watashi wa asta kobito to iku restaurant o ya yoyaku shimashita. Tôi đã đăng ký trước một cái nhà hàng mà ngày mai tôi đi cùng với Nghị. Ừ. Ok. Em Đây là dịch trước hơn. cái nhà hàng mà ngày mai tôi sẽ đi cùng em. Bakusan ga kabutte iru wa kawaii desu ne. Ủa? Rồi cái nón để đâu? Có cái nón nó kìa. Tiếp rồi. Bakusan ga kabutte iru boshi wa Ừ. kawaii desu ne. Ừ. Cái nón mà Bắc Cư đang đội thì nó dễ thương ghê. À, ai nhớ dòng động từ Kaburimas Kabute theo với cái nón nha, nó hỏi hoài luôn á, thấy đề nào cũng hỏi cho nó hỏi chiếc ghiền luôn á. Câu ăn gì Có sáu. sáu xin siêu Otera ot otera de totta sasin o misete kudasai. Cái bức ảnh này mà Ê, chạm từ bức ảnh là sai, bức ảnh kia với ố thì không bao giờ dịch từ bức ảnh em, phải là câu động từ. Ở sao có ra sai kìa. phải dịch nó chứ. Làm ơn hãy coi cái tấm ảnh, cái bức Hãy ảnh coi. mà hãy coi không? IC. hãy coi sẽ tới nhìn kia hãy nhìn kia CT này. CP. Hãy cho xem, hãy cho tôi xem.
mày hãy cho tao xem á, mày hãy làm một hành động là cho xem về phía hãy tao. Hãy cho xem, cho xem, ừ. Cho xem. Chứ cái mite khác, mite garasa hãy nhìn. Ừ, mite garasa là hãy nhìn kìa, còn này là mày hãy cho tao xem. Ừ. Hãy hãy cho xem cái bức, hãy cho xem cái bức ảnh mà năm ngoái được chụp ở năm ngoái luôn, sao sao mà tuần trước đã được chụp ở chùa. Thấy bọn này, bọn nó hay dịch câu này nè, hãy cho xem cái bức ảnh, cái bức ảnh chụp chùa tuần trước, chụp chùa năm trước. Ok rồi. Watashi wa hiroi hiroi dai dokoro ga aru ie ni sumitai desu. Tôi thì muốn được sống ở trong cái nhà mà nó có cái không gian nó rộng, có khả năng đại đại dokoro, đại dokoro, đại dokoro, cái bếp hả? Ồ, cái bếp rộng. Em muốn thấy có một cái ngữ pháp nào mà ghê gớm mà cái ngữ pháp này không, khi nó dùng tất cả những cái từ vựng và ngữ pháp từ trước tới giờ là nó dùng tay nè, nó dùng gạt, nó dùng được tất cả những thứ mà em đã được biết luôn, kể cả từ vựng và ngữ pháp. Yes. Cho nên không biết một cách nào đó em đến được bài này, nhưng mà chỉ cần tự em giải quyết được tất cả những câu bài tập của bài này thôi thì 12 bài trước em không còn học. Nói gì đó à, cái bài vừa rồi dễ, tức là nó là cái bài này, chẳng qua là nó không có liệt kê chi tiết về cái dạng và nó cũng không đẩy lên lầu cho mình kéo xuống thôi, chứ thật ra bài này với bài này là một, không có gì cả. Bài này mới khó nè. Bài này mới khó nè. Bài này càng hơi lại càng bão đó. Năm câu này anh nhớ là cái dành tệ nó cũng phải nửa tiếng đến một tiếng làm, gọi là lấy hết tất cả những gì đang có ra để làm luôn á. Là một trong những bài nó hại não nhất trong cái cuốn này. Rồi câu ví dụ mà cô đây quá, cái này là đồng hồ Italia năm ngoái, này là đã mua à, tức là đọc xem coi là nó có nghĩa gì thì tự động với tao đi câu tiếng Việt mình sẽ hình dung ra và mình sẽ dịch cái câu tiếng Việt của mình. Nó là cách làm của anh à, bài tập sắp xếp á anh hay dịch lắm, không phải cái dạng bài nào cũng cần phải dịch, nhưng mà thường cái bài tập sắp xếp anh hay dịch lắm. Tại vì khi anh dịch ra tiếng Việt á, thì anh phát biểu được cái câu tiếng Việt của anh, anh dịch ngược lại cái câu tiếng Việt của anh không cần quan tâm tới nó. Thì mình nhìn sơ mình sẽ biết được là nó nói về cái đồng hồ. Đây là cái đồng hồ mà đã mua ở năm ngoái, đã mua ở Ý. Đầu năm ngoái. Là năm ngoái. À. Hình như bài này không có thêm gì đúng không? Tiếp lại thôi đúng không? Ừ, không thêm gì hết, mình chỉ sắp xếp lại thôi. Rồi. À. Watashi wa kondo roko ni iku tokoro o sagashite imasu. À, không bao giờ đâu. Đúng là biết. Đúng rồi. À. Ừ. Điều tiếp đúng là biết cách dịch à. Ừ. Tại vì em không dịch được là em không thể nào xếp đúng được chứ. Cái bài này không có random được, không có độ may mắn được. Rồi, à, mình, anh ơi, mình có thể bỏ con đồ đằng trước được không? Con đồ của Tashiwa được không? Con đồ em bỏ như vậy nó sẽ bị một cái vấn đề là tức là được nhưng mà phải tùy thuộc vào ý người nói muốn nói gì. Ví dụ cái câu đó hay là tôi đang tìm một cái chỗ du lịch vào lần tới đúng không? Đúng rồi. Hay là lần tới em mới tìm, em đang tìm mà em bỏ ra đằng trước và Tashiwa em sẽ bị sai. Ừ. Nhưng mà nếu em nói là cuối tuần tôi sẽ tìm kiếm một cái chỗ du lịch hoặc là tôi sẽ tìm kiếm một cái chỗ du lịch vào cuối tuần thì tùy vào người nói là họ đặt trước hay đặt sau là ý đồ của người ta, cái đó nó vô tình nó phù hợp là hai cái cùng ở tương lai,
chứ con này em đặt đồ đâu ở ngoài em sẽ bị sai thị, tại vì em là em đang tìm tìm cho lần tới chứ không phải là lần tới em đang tìm đó, cho nên con đồ bỏ ở trong chứ không bỏ ở ngoài, hiểu không? Hiểu rồi. Dạ con hai. Câu 2. Sensu aru ekinomeni. Đại sư tôi làm đấy. Sokuji shimashita. Đúng rồi. Em thấy cái này có liên quan đến ngữ pháp bài 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 trước cái chữ mà lý thôi. Không, nếu vậy coi chừng em hiểu lộn á, em dịch nghĩa cái nghĩa thử coi có hiểu lộn không. Tuần trước Tuần trước tuần trước có một cái nhà ga đằng trước ủa cái dùng bữa vậy đâu. tại nhà hàng đã dùng bữa nó tại Đây em dịch ra cái tiếng Việt không hiểu rồi. Vậy là cái em không câu hiểu. quay đầu sai rồi. Tuần trước tôi đã dùng bữa tại cái nhà hàng mà nằm ở đằng trước cái nhà ga. Nếu câu dịch của anh khác, câu dịch của em thì câu lại của em sai rồi. Lại lại nha, lần trước tôi Nói về cái nghĩa trước thôi nha, để em cảm nhận được cái câu tiếng Việt nghe cho nó hợp lý nha. Tuần trước tao thấy mày ăn ở đâu đó đúng không? Hồi tuần trước á, tao đã dùng bữa tại cái nhà hàng trước cái mà cái nhà nhà hàng đó nằm ở đằng trước cái nhà ga. Thứ tự đúng sẽ là Senshu xin Ekinomai. xin Aru Aru làm đế sau khi xin mất Restaurante. trời em bị sai. Cái này không phải là mày ní cái vụ mà trước sau về thời gian, mà cái này là trước sau về địa điểm. Em để cái chữ aru, em để aru chỗ sai rồi, em phải để nó sau cái chữ mẹ nó đúng. Đúng rồi. Tại vì Aru nó có một cái ngữ pháp là ní Aru nằm ở đâu đó, ní Arimat đó. Cho nên Ok. mày ní của con này là mày ní chơi với Arimat. Câu này vấn đề bổn nghĩa nó sẽ đặt ở nơi chốn, cái nơi mà. Đó, đặt cái câu này là vậy. Câu số 3. Otoko no hito wa Thế asoko nào cũng de. sai à? Hả? Tao tôi cũng nói hết thế nào cũng sai à? Gì hả? Em sai rồi. Buồn. Chưa gì sai. Dịch câu tiếng Việt thôi. Cái người đàn ông, cái người đàn là nhà đẹp, Mà cái người đàn ông đó thấy chưa, khi mà em đã nói cái người đàn ông mà thì cái mà đó phải nằm trước người đàn ông, thì chẳng bao giờ cái người đàn ông nó đứng đầu câu hết trơn, đúng không? vậy Daniel Sam quá đúng á. Ủa Daniel con này đã đi được sang đề mà em chơi em cãi đề thôi, em chơi Daniel đi được sang quá rồi em mất cười không, rồi. vậy nó vậy nó Quay bị ngược cúng. lại, em đẩy thằng Daniel rồi về sau, em đẩy người đàn ông ra về trước, và người đàn ông nó được bổ nghĩa bởi một một đống thứ, hiểu không? Câu này nó sẽ không nói là anh Daniel Rừ là người đàn ông, mà nó nói là cái người đàn ông mà thì là anh Daniel Rừ. Vậy đọc là Asoko, Asoko đế, Tabako, đúng rồi, Tabako o suru sutte iru otoko no hito wa Daniel san Đúng rồi. desu. Đúng.
Rồi. Qua câu số 4. 4 là Yamaguchi-san ấy. Presento o kai ni ikimasen ka? Đây. Ờ đúng. Đây đúng rồi đó. Cái gì ta? Rồi. Cái. Park-san ga yoku chukuru party no toki. Priori wa nani desu ka? Nan desu ka? Nan desu ka? Là gì là nan mà ai lại là nani? À nan desu ka? Ủa, anh hỏi em nha. Cái party no toki với cái lại cái priori wa, cái nào nằm trước cái nào nằm sau? Cái party nằm trước priori. Cái party no toki nằm trước priori. Ở vậy mối quan hệ giữa hai bạn đó là gì? So, we Pakistan. Em dạy câu tiếng Việt thôi coi. Cái khi mà. Thấy chưa? Bắt đầu bằng khi mà là sai rồi. Câu này không phải khi mà là cái món mà. Priori. Ok. Cái món mà cái món mà bạn ba cừ thường hay nấu khi mà có tiền là gì vậy? Rồi câu này nó như sau nha. Cái món này em thấy cái này có quá không? Có. Cái này có quá thì nó sẽ là chủ từ, đúng không? Đúng rồi. Cái ryori này nó cần một cái ở đằng trước nó, và vì cái dạng bổ nghĩa là dạng động từ cho nên trước ryori này phải là chukuru. Chukuru. Ờ. Được không? Nếu mà đằng trước này là chukuru rồi thì nó sẽ cần một cái trạng từ là vô cừ, được không? Và đây là chủ từ. Thì cuối cùng em hỏi là ba tiền otoki nó nằm ở đâu, đúng không? Nó nằm ở đầu câu. Sẽ cực kỳ khó nha, tại vì em thấy cái ba tiền otoki nó rất là đặc biệt, tại nó không có no, nó không chơi được với bạn nào hết, nó không gắn được với những bạn nào hết, cho nên buộc lòng bạn này phải là trạng từ chỉ thời gian, cho nên em đem cái này ra hẳn ở bên ngoài luôn. Và nếu quên thì em hãy ghi lại là cái vụ toki này nó rất thường hay xuất hiện dạng trạng từ chỉ thời gian, nó nằm tách biệt với câu luôn, và nó thật ra nó không có ý nghĩa gì hết, tức là khi mà bữa tiệc á. Vậy là cái câu sẽ là party no toki Pakusan ga yoku chukuru ryori wa nan desu ka? Đúng rồi. Em bỏ cái chữ party no toki để sau. Để sau cái chữ ryori luôn. Em để sau ryori thì nó là ryori wa nan mà. Câu này em ngồi suy nghĩ đó, không biết có liên quan bài cũ không, thấy từ khi không có gì. Nó sẽ nằm tách biệt ở ngoài, tại vì đây là real đi quá được rồi, nếu mà đây là real đi no thì được. Nó sẽ mang nghĩa đầy đủ là khi mà có tiệc tùng, cái món ba cừ hay nấu á, là món gì vậy? Đó, cái đó là ý nghĩa của câu này. Câu này khá khó nha.
Có. Tại vì đây là câu cuối, đây là câu cuối của bài này. Rồi chúng ta đến với chủ đề ăn mặc. Ano. Aoi cứ trừ quá. Aoi cứ trừ ố. Hai tê y rư hi tổ quá đa nê rư sàng đẹp. Cái người mà đang mang cái đôi giày màu xanh ở đằng kia xanh là anh đa nê rư. Câu đầu tiên ano siro siroi siroi sa chữ o kite iru hito wa yamada san desu kite iru cái người chữ mặt mà nó nhóm hai cho nên thành kite iru. Cái người mà đang mặc cái áo sơ mi màu trắng là Yamada san. Yamada. Ano kuroi jupon o hai de iruhito wa. Không phải hai de mà là hai te. Cái đề người ta có nè, hai te. Hai te. Hai te. Hai te iruhito wa Suzuki san desu. Cái người mà mặc cái quần đen là Suzuki. Cái câu số 3. Câu số 3 ảo lắm nha. Câu số 3 nhìn nó có vẻ ảo nha. Ông biết em làm đúng không? Để kiểm tra. Isan quá. Kami ga Mizukai. Rồi. Mekan. Ủa cái này nó đang nói câu mà em bị di cay khơi khơi vậy hả? Ủa mình có một cái gọi là nói câu tính từ thì ở giữa nó phải xử lý làm sao nó mới nói được mà. Kute Mizika Mizika kute. Đúng rồi, Mizika kute. Mizika kute. Megane o kakete iru hito desu. Yeah. Isan là cái người mà vừa cái người mà cái quả đầu tóc ngắn vừa yeah. Là người vừa là người đeo kính, người là người đang đeo kính. Elena san no ribbon o kakete iru kabang wa kawaii desu ne. Cái chữ kawaii á thì em nghĩ là cái cặp dễ thương chứ bả có dễ thương đâu. Xong rồi em nghĩ là hồi nãy anh em đọc cái gì á? Elena san sao? No. Chữ no. Xong rồi em bội em kêu là cái nơ nó gắn lên cái cặp á, ribbon. Trời ơi tiếc vậy thì nó cà băng đi cà băng hả? Hèn gì anh nghe đọc cái gì lạ anh không biết em nói về cái gì, anh tưởng em sẽ đọc là cà băng. Nghe nó lạ rồi cũng được, nhưng mà chắc không ai nói về cái nơ không đâu. Do cái này, bởi vì nếu mà cậu ăn không thì nó không có đưa thêm cái bộ trợ ngữ vô. Vì chẳng lẽ là đúng rồi. Đúng rồi. Tức là nó làm sao nó phải có một cái dạng bộ nghĩa là đang. Đang. Khoan, có thể là đang sắc cái cặp. Có thể. Thì đúng rồi, nó. Tức là cái cặp mà cái cô Elena này đang sách thì nó dễ thương, thì nó vẫn có cái đang sách mà. Sách là kim mắt. Tại sao? Kiteiru. Mang. Motte. Motte. Mochi á.
Là sao? Câu này sao? E. Câu này em muốn em đang nói tới cái chủ ngữ chính là cái gì? Cái trước quá trong câu này là gì? Chứ quá là cà băng. À, chứ quá là cả bạn. Vậy là Elena Sano rồi. Motte iru cà băng quá. Kawaii desu À, rồi dừng tại anh nói cho nghe một tí mà tính nói sau khi hết bài này, nhưng mà lỡ em xài nô và nói luôn đó là ngoài giá có thể xài nô, và chúng ta sẽ có hai cách dùng. Hai cách dùng này không làm thay đổi nghĩa nha, tức là trong cái câu đó đó, với những gì em được học trong bài này thì chỗ đó sẽ là giá. Trong câu này nó nói về cái cà băng, cà băng quá, kawaii desu, đúng không? Thì cà băng này nó được bổ nghĩa bằng motte iru, đây là động từ motte iru. À, trong câu này nó có một cái chủ ngữ phụ, đó là bạn Elena. Theo đúng những gì đã được nói trong bài này thì Elena san, và trợ từ được dùng là trợ từ giá, với cái cách dùng là chủ ngữ phụ. Chủ ngữ chính là cà băng và chủ ngữ phụ của nó là Elena. À, tuy nhiên ngoài giá thì nó sẽ có một cách dùng nữa, đó là no. Nó được dùng, tức là được dùng chữ no này khi mà Elena có quan hệ với cái cà băng này, là quan hệ sở hữu, thì sẽ được dùng là no. Và câu này trở thành câu danh từ chơi với danh từ bình thường. Tại vì bạn này đến bạn này được tính là danh từ, bạn này tính là danh từ, đây là sở hữu. Được không? Ừ. Cho nên nếu mà không nói gì về cái chuyện này thì là xài gá. Nhưng mà trong câu này no sẽ được chấp nhận. Tính ra no sẽ đúng hơn. Để đợi tới hết bài nó mới nói. Mà lỡ em xài no rồi thì no nó sẽ đúng. Câu này giờ em nghĩ no thấy No kinh nó sẽ dễ hiểu hơn. đúng không? No nó sẽ dễ hiểu hơn. Rồi. Năm. À, câu 5. Sato-san wa tokei o kakete iru hito wa sutaki desu ne. Là Sato-san, cái người mà đang đeo cái đồng hồ hoặc Thấy cái câu này nó là khen là sự tiki không, à, nó khen sự tiki là nó khen cái đồ, cái sự tiki nó không có khen cái người. tôi thấy Câu này giống khen câu 4 á, đâu sự tiki nó không khen về người, sự tiki nó khen về đồ, nó khen về kỳ quan, nó khen về cảnh. vậy là Sato-san no toke, Sato-san no toke, Lấy cái gì bổ nghĩa cho tục kê. không không không, lộn lộn lộn, Sato-san no kakete iru toke. Ok quá. Rồi, đồng ý. Ok Đồng ý. ok Rồi, nó là xong bài. Mấy bài trời bổ ơi, ngữ. mấy cái bài gì lâu lâu việc Đúng lâu rồi. khó. Ủa cái bài bông ngọt là làm gì mà nó chừa trống nhiều chỗ vậy? Mâm một hả? À, vận dụng câu. Em ngồi em coi lại mấy cái bài đổi thoại á, cái cùng rap vô trả được bao nhiêu á đó, ngồi biết sao Thôi câu nào câu này em làm được thì sửa, chứ em thấy bài câu này nó khó lắm, bài này khó lắm, anh biết của bài này khó lắm. ba b là Rồi em câu ba, không làm, ba b à chỉ có một cái ba ba là không được hay đúng không? đúng rồi, còn lại nè ba b cái hình sao đọc không hiểu gì á. À, câu ba Dạ em cái bài là một thì dễ nè, cái bài một thì dễ, hỏi về trải nghiệm. Bạn đi Fujimaru ra đầu chưa? Ờ đi rồi. Rồi câu này nó hỏi gì? hỏi là bạn đã từng đi đến
Fujimaru ăn đồ chưa? Hay Arimas thì rồi thì đó là không rồi biết. Rồi nó là tất hỏi cả nó hỏi gì mà trả lời đóng không đóng Doi nó như thế nào? vậy. Đây là câu tính từ đô để tạ cả. Đô để stack á. Nếu mình cái đô simasta nó sẽ hỏi về cái động từ, tại vì đu là simas, còn này là đu là đuôi đề, em phải hỏi là đô đề ta. Đôi Ồ yêu rồi. thì nó mới trả lời tính từ đó. Đôi đẹp tất thì tôi quá ô cắt tờ đẹp gà tôi thấy mô tờ nó sẽ À. cái câu số 2 Câu 2. là y y izakaya y izakaya o shite Nè. hay shite mas ai à. Nè. Cái câu rồi cái tiếp theo đó, em nghĩ là Nè. Umeya tôi Umeya tôi Izakaya quá Ryori Tôi ga yêu đọc là tôi yêu chứ không đọc là tôi, tôi em có đọc lướt thì đó gọi là tôi yêu. dư hả tôi dư tôi Umeya tôi Izakaya nó chữ trống thật là lớn luôn xong em ngồi đó có chữ kìa Lừa điền đó, nó chữ ít rồi biết là sao, anh lừa đó, anh cố tình đó, khách nó chữ ít xịu à, em lập khách ra chỗ này nó chữ ít xịu à, mà anh cố tình anh chơi vậy đó. Cái này có là anh lừa chứ không có sách nào lừa, tại vì bình thường nó nói chữ ít quá chỗ đâu em ghi, anh ghét anh chừa là một đống luôn. À, câu 3 không biết đúng không, câu câu ba 3 nó mê hỏi là không trên này điện gì. em điền là ư ư băng gió bán cái em đọc là Là cái tiệm mà bán bánh mì ngon ở đâu vậy đúng không? đúng rồi À thì em điện gì, ư ư băng gió hay là rư băng, ư ư băng rư băng da em ơi, ư rư băng da chứ ai đọc ư rư băng giá, em đọc da người ta sẽ hiểu đó là cái quán, còn em đọc giá rồi người ta sẽ hiểu đó là vạ Rivan ăn da. da Vang Rồi, hiểu thì là hiểu vấn đề. Nhưng mà em tưởng tượng nếu em điện ư rư nha. Ư rư thì khi nào nó bán? Ư rư vậy là sẽ đúng không? Sẽ bán là bây giờ có bán đâu mà tìm. Vậy sao em không dùng diễn nhỉ? tiếp diễn à, gọi là ức Đúng rồi. Người ta đang kinh doanh ngon lành thì mới hỏi chứ, tiệm mà từng nữa nó bán rồi bây giờ biết đâu mà tìm. Tiếp tê diễn sao biết hơn à, gọi như không biết điều gì đúng không? à, em chịu cái hình không hiểu gì hết. Đúng rồi, ở trên cái hình nó điền là cu bừ là cái tiệm. Như vậy cái chỗ này sẽ là dùng tối ưu một lần nữa. Một cái tiệm bánh mì nữa tên là Bư Bư. Bánh mì cũng nhạy cảm ghê. Tối ưu tăng gia đề. Rồi, ở này điền dấu đúng không? Em thấy cái chỗ này nó là một cái bản đồ. Nếu mà nhìn kỹ nó là một cái bản đồ. Như nó nằm ngay cái ngã tư đúng Đúng rồi, nó nằm ngay cái ngã tư. cô sao tên cứ bự nô cô sao tên Thôi thôi cứ bự nô cứ tên vậy, cứ bự bự là nó là tên quán rồi, đơn giản là nằm ở ngã tư thôi, tự nó đi tìm, nó nằm ở ngã tư đó. cô sao tên gá Ariyo Ủa vậy là nó có cái ngã tư sao em, mình nằm ở ngã tư, nằm ở nằm ngã tư. nằm 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 là cái gì ta nằm là gì ta à,
Vậy hồi nãy cái câu mà gì nằm trước nhà ga đó, cái nhà hàng mà nằm ở trước nhà ga đó nó dùng gì vậy? Nhà hàng nằm trước nhà ga tôi. Nó xài mí Đúng Arita rồi. mí. Vậy là cosa tenis arimasyo. Đúng rồi. Hi hi hi. Ôi trời ơi, Trời ơi. Cái này. arimasyo arimasyo Takahashi là là tên Takahashi-san wa dono hito desu ka? à người đó kia Hito desu. người mà Cái này không biết á, là mình dùng sukata được không? Nhưng mà sukata là váy ngắn mà, nên cái váy mà đúng không? Đó là cái váy mà. ừ cũng được Thì hả? Vì mình có thêm ghi chữ này gai mà, dài á. cũng Này được, nhưng mà dùng sao có bổ ngữ được rồi, tại vì hai cái con kia nó không có mặt máy cho nên không có sợ lộn, dùng sao có cái váy là dính, không biết dùng gì nha, nhưng mà có cái váy là ăn điểm. Nagasukato o haite iru hito o hanashite Mắc imasu. cười. Ví dụ dùng để nó sẽ đủ hay và đủ ngắn gọn rồi, em dùng cái gì mà dạy học vậy? À Cái người đang nói chuyện. nhưng mà nếu mà cái người em dùng ố là chủ ngữ là tôi nha, quay về ngược lại chủ ngữ là tôi nha, tại vì nếu mà em chặn thêm một cái ố nữa này, chủ ngữ đằng trước là watashi rồi, cho nên em chỉ có nói thể nói là desu thôi. Để sao Ừ. Cái người mà đang mặc thôi. Anahito để sao Không, tức là Hito desu. Cái người mà đang mặc váy dài là đủ rồi. Còn em dặn vô là Hanashite mas là câu em sẽ bị lủng củng. Tại vì nếu mà em xài chủ từ ố á thì nó sẽ có nghĩa là tôi nói chuyện cùng hoặc là tôi nói chuyện về. Còn nếu mà em muốn nói á, đó là cái người mà vừa mặc vừa đang nói chuyện thì nó lại là một cái ngữ pháp chồng lên nữa. Tức là hiện tại nè, em có một cái vùng nhớ em đang trở về cái hiệu đồ, và vùng nhớ đó là cái vùng nhớ liên quan tới cái chuyện mặt đúng không? đúng rồi. Nè, bây giờ nè, chúng ta đang nói về một cái người là một cái hito, cái hito này. Nếu mà em nói về cái chuyện là mặt, bạn này nói về bạn hay còn là mình mới được, mình được có một cái. Còn nếu em muốn nói về cái nói chuyện á em mày trở về cái này nữa thì hai này nó đang bổ nghĩa vì nó cùng dịch là mà em cùng dịch là mà đúng không, hai bạn này nó sẽ cùng ở cái vị trí như vậy thì em chưa học tới cái này thì hai chuyện này là song song. Mình có một cái ngữ pháp kiểu như vậy rồi, đó là nói với câu bằng thể t, nhưng mà cái nói câu bằng thể t nó là có trước có sau. Ví dụ như là người hồi nãy tôi thấy cái người hồi nãy uống uống nước rồi bây giờ chuyển qua đang nói chuyện thì ok, con này là vừa mặt mà vừa nói chuyện, cái này mình chưa học tới. Thật ra có cách nói như vậy, nhưng mà đến khi nào có cái ngữ pháp này thì sẽ nói với em sao, đó là cái ngữ pháp trong khi vẫn đang đó, những cái ngữ pháp kiểu kiểu như vậy nó song song đó, thì mình mới xài được. Cho nên để ngắn gọn thì câu này em sẽ bổ nghĩa với nhau một mặt, ở đằng sau sẽ là cái câu đề là xong. Tại vì theo code khi mà nó trở tới hai vùng nhớ rồi thì bạn này mất tiêu hoặc là bạn như mất tiêu thì thôi mình chọn bằng mặt đi để nó chỉ chọn về một vùng nhớ thôi. Rồi ngồi bài từ từ nữa sao mày. Xong rồi.
Câu số 1 lý giá. Rồi. Rồi, 1. Rồi. Số 2 1. Ừ. Số 3 lý giá. Ừ. Số 4. Dịch nghe câu số 3 hay lắm, số 3 hay. Số 2 3 ok. Sư Mai Rừ là một ca sĩ được là một ca sĩ nữ được yêu thích. Được lại sai rồi. Là một ca sĩ không mà chứ nói về cái tính yêu... của cái được yêu thích á, cái niềm giá là Dimas á, được yêu thích bởi tức là cái người này nhận được sự yêu thích, tức là được ai đó cho sự yêu thích đó, hiểu không? Thế mình sẽ gọi là bởi là từ nó có cách dùng, nó có cách xài giống chữ Moraimas, là từ là bởi. Vậy là Sư Mai Rừ là một ca sĩ được yêu thích bởi bởi phụ nữ. Tức là những người phụ nữ này nó tặng sự yêu thích, hiểu không? Mình nhận được sự yêu thích từ, cho nên chỗ này xin phụ nữ. Fan girl á. Trời em cứ tưởng Sư Mai là nữ. Ok. Cái này là của bạn này. Rồi. Câu 4 ní. 4 ní. Câu số 6. Câu 5 chứ. Câu 5 là ố với lại không điều gì hết. Nè chỉ cho nè. Em thấy bài này có cái ví dụ dấu ý sao? Không có đúng không? Không có, không có thì không được. À, không có đó. Ố mắt người gì? Đi mắt gì với? Câu này sẽ có hai ố. Chứ anh nói với em là câu không thể nào có hai ố, tức là cái khẳng định nó chỉ đúng với câu đơn. Em có nhớ anh nói với em là câu không thể có hai ố không? Cái câu đó nó sẽ chỉ đúng với câu đơn, còn này là câu kép mà. Em hiểu rồi. Anh ố này là thuộc về cái này, ố này là thuộc về cái này, không liên quan gì cả. Ở câu 6. Câu 6 là quá là ní. Quá với ní. Wakahito ní. Ní, ní thì... Cái nhà hàng này được nghe. Yeah. Được nghe. Cái nên này, chỗ này cái nhà hàng mà nhà hàng được những người trẻ hay đi đến. Cái người trẻ này nó có vai trò gì trong câu này, và cái y cư này có quan hệ gì với cái người trẻ này? Y cư này lại là những người trẻ hay đi tới nhà hàng đó. Như vậy cái y cư này có phải là động từ của bạn người trẻ không? Phải, chẳng lẽ là thế. Bạn này là động từ, bạn này là chủ từ đúng không? Không phải chủ từ, vậy là giá. Đúng rồi, nó phải xác định như vậy. Tức là bạn này là gì của bạn này, bạn này là gì của bạn này, bạn này là gì của bạn này. Đó, em xác định được vậy, em sẽ điện đúng như bon trả từ luôn. Như bạn của cô này có quan hệ gì chứ, bạn này sư tu ranh, bạn của cô này là chủ từ, bạn này sư tu ranh này là câu trả lời. Bạn đại sư tu ra này có quan hệ gì với y cư thì bạn này là bổ nghĩa. Còn bạn y cư này có quan hệ gì với bạn này, bạn này là chủ từ thì bạn là người đi, thì đây là chủ từ phụ thì bạn là cái giá. Thôi hôm nay mình tới đây thôi, có chép gì thì hôm nay mình sửa. Hôm nay tới đây là thành công lắm rồi, nó chủ yếu là để cho em hiểu được cái này thôi, còn bài tập nó có nữa hay không nó vẫn vậy. Được nào? Nghe chắc em thấy nghe khó quá. Rồi, sao tính đi, 11 giờ rồi. Nghỉ ha. Nghỉ.